Trình là Quý Tuấn Vũ Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ. Trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ lần này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ: đừng làm nô lệ cho hoàn cảnh. Trong lòng bạn thế nào, cuộc sống của bạn sẽ như thế. Thưa quý vị và các bạn, nếu lỡ bước hoặc nhìn thấy mọi người ai ai cũng chen chúc nhau trên cùng một con đường, có lẽ lúc này bạn nên dừng lại tìm kiếm một lối đi riêng, và bạn cũng đừng ngại bước đi ngược lại với con đường đó. Đích đến của tất cả chúng ta đều mang tên là thành công, nhưng con đường đi đến cái đích đó thì khác. Hãy khác biệt và tự chọn con đường riêng của bạn. Con đường do bạn tìm ra có thể sẽ nhanh đến đích hơn. Và lại, khi bước đi trên chính con đường do mình kiến tạo, nó sẽ khiến bạn làm việc hăng say, sáng tạo. Bản thân bạn cũng cảm thấy thoải mái, và người khác khi nhìn vào có khi lại thấy hấp dẫn. Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng rất lớn đối với từng con người. Nếu có thể lợi dụng được hoàn cảnh để đạt được điều mình mong muốn, gạt bỏ những cái vô dụng là sách lược làm nên chuyện lớn. Ngược lại, nếu để nước đẩy bèo trôi, cam tâm làm nô lệ cho hoàn cảnh thì bạn sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Hoàn cảnh tạo nên hình ảnh một con người, ảnh hưởng tới cách làm người của một con người. Người làm việc có phương pháp sẽ suy nghĩ để cho hoàn cảnh giúp mình thành công. Đó chính là thường xuyên gần gũi những người thành công tài giỏi hơn mình một cách tích cực. Ít hoặc từ bỏ những mối quan hệ chỉ mang lại cho bạn trạng thái tiêu cực. Ví như, những con người bạn lần nào cũng gặp than nghèo, than khổ, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, khiến họ không làm được cái nọ, cái kia, vân vân. Ở gần những con người như vậy, dần ra bạn sẽ bị ảnh hưởng và ngày càng lún sâu theo cái tư tưởng tiêu cực của họ mà thôi. Đương nhiên, đa số là hoàn cảnh trên thế gian này hầu hết khó có thể thay đổi được. Như tỷ phú Bill Gates từng nói, thế giới vốn không công bằng. Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó. Học cách chấp nhận hoàn cảnh nhưng không đồng nghĩa là bạn cứ để cuộc sống của mình như nước nổi bèo trôi, muốn ra sao thì ra. Biết rằng hoàn cảnh có thể không thay đổi được, nhưng bạn lại có thể thay đổi chính mình bằng cách suy nghĩ và hành động để có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Người xưa nói, tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển là một quan niệm trong văn hóa truyền thống mà cả nhà Phật và đạo gia đều đề cập đến. Nó mang hàm nghĩa vô cùng sâu sắc và ngầm chỉ ra rằng điều then chốt để vượt qua bất cứ hoàn cảnh nào chính là ở tâm thái. Vạn sự thành bại đều là ở tâm niệm của bạn. Hữu tâm vô tướng, tướng do tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt. Có tâm thì dẫu vô tướng, tướng cũng sẽ do tâm mà sinh. Có tướng mà vô tâm thì tướng ấy cũng tùy tâm mà tiêu mất. Nếu trong khó khăn mà người ta vẫn có thể giữ một nội tâm an hòa và rộng lớn, thì chướng ngại đều sẽ hóa thành thật là nhỏ bé. Câu chuyện về doanh nhân người Nhật Inamori Kazuo được nói đến sau đây sẽ khiến cho chúng ta thấy hoàn cảnh dù có tệ đến thế nào đi chăng nữa, nhưng khi bạn nhìn nhận một cách tích cực và thay đổi tâm thái của mình theo hướng đó, thì cái hoàn cảnh khó khăn kia sẽ trở nên vô nghĩa trước con người của bạn. Inamori Kazuo, ông là một doanh nhân hết sức thành đạt trong việc sáng lập và điều hành tập đoàn Kyocera lớn mạnh của Nhật Bản. Hơn nữa, ông còn được biết đến là người có nhân sinh quan, triết lý sống vô cùng sâu sắc. Khi kể về cuộc đời của mình, ông từng khẳng định rằng tướng do tâm sinh, vận mệnh của ông thay đổi tốt lên chính là nhờ vào sự thay đổi của tâm thái. Ông nói rằng cuộc đời là sự phản ánh của nội tâm và có thể biến đổi. Thực sự mà nói, cuộc đời tôi chỉ đơn giản là một chuỗi liên tiếp những thất bại và thất vọng. Quy luật này là bài học được đúc kết từ việc trải qua những lần thất bại thê thảm trong cuộc đời tôi. Khi còn trẻ, tôi
tôi làm gì cũng đều không được thuận lợi như ý. Mơ ước liên tiếp bị thất bại. Tôi tự hỏi, tại sao vận khí của tôi lại kém như vậy? Tại sao cuộc đời của tôi lại có nhiều xui xẻo như vậy? Chẳng nhẽ ông trời cũng vứt bỏ tôi sao? Trong lòng tôi đầy bực tức, oán trời trách đất và oán hận cuộc đời. Nhưng ngay trong thất bại lặp đi lặp lại đó, tôi dần dần hiểu ra rằng hết thảy những đau khổ này là do tâm tính của tôi mà ra, do bản thân mình gây ra. Cuộc đời là sự phản chiếu của tâm. Thất bại đầu tiên của tôi là thi trượt trong kỳ tuyển sinh lên cấp 2. Tiếp đến là tôi bị nhiễm bệnh lao phổi. Thời ấy bệnh lao phổi là bệnh không chữa được. Hơn nữa, hai người chú và một người thím của tôi cũng vì mắc bệnh này mà chết. Các thành viên trong gia đình tôi đã bị gọi là thành viên của gia đình lao phổi. Không lâu nữa tôi cũng sẽ thổ ra huyết mà chết. Tâm trí nhỏ bé của tôi không chịu đựng nổi sự đả kích của căn bệnh đáng sợ này. Cơ thể tôi sốt nhẹ kéo dài và ốm yếu mệt mỏi. Tâm trạng của tôi thập phần sa sút. Tôi nằm trên giường bệnh và tuyệt vọng vô cùng. Lúc đó có bác hàng xóm thấy tôi rất đáng thương, liền cho tôi mượn một cuốn sách, Chân tướng của sinh mệnh, do một nhà truyền giáo mang tên là Masaharu Taniguchi viết. Bác nói, này cậu, hãy đọc đi nhé. Đối với một người trẻ vừa mới tốt nghiệp trường tiểu học mà nói, để hiểu được nội dung cuốn sách này rất là khó khăn. Nhưng lúc này tôi đang nóng lòng muốn tìm kiếm một vị cứu tinh. Mặc dù có chỗ hiểu, có chỗ không, nhưng tôi đã đọc nó một cách ngấu nghiến. Cuối cùng, tôi đọc được một câu như thế này. Trong tim chúng ta có một cục nam châm rất mạnh, có thể thu hút tai họa. Chúng ta bị bệnh là bởi vì chúng ta có một trái tim yếu đuối thu hút vi khuẩn. Mắt tôi dán chặt vào từng từ, từng chữ ở câu này. Ông Taniguchi dùng từ tâm tướng, tức là tâm thái dạng tướng của tâm. Tất cả mọi sự tình xảy ra trong cuộc đời đều là do nam châm trong tâm mình hút mà đến. Bệnh tật cũng không ngoại lệ. Hết thảy chẳng qua đều là sự phản chiếu tâm tướng trong cuộc đời của mình mà thôi. Bệnh tật cũng là sự phản chiếu của tâm. Cách nói này có chút hà khắc, nhưng cái này lại làm rung động tâm linh của tôi. Lúc chú của tôi bị bệnh lao, nằm ở một góc nhà dưỡng bệnh. Bởi vì quá sợ bị lây nhiễm, cho nên mỗi lần đi qua phòng chú, tôi luôn lấy tay bịt chặt mũi và chạy thật nhanh. Trong khi cha tôi thì ở bên chú tận tình chăm sóc, còn anh trai tôi thì nói, vì trùng lao không dễ dàng lây như thế đâu, bình tĩnh lại đi. Như vậy là, duy chỉ có tôi là chỉ biết nghĩ đến mình. Khi người thân thích bị ốm thì lại đặc biệt kiêng kỵ, xa lánh, lo sợ gây bệnh. Có lẽ đó là ông trời trừng phạt tôi. Cha và anh trai tôi không bị sao cả, chỉ có tôi là bị nhiễm bệnh. Tôi nghĩ, thì ra chính là do tâm mình có ý trốn tránh, sợ lây nhiễm bệnh nên cuối cùng đã mời gọi bệnh. Chính là bởi vì sợ hãi, kết quả là đem sự sợ hãi gắn vào thân thể mình. Một chút tâm suy nghĩ tiêu cực dẫn đến tiêu cực thật sự. Thống khổ này đã khiến tôi bắt đầu tỉnh ngộ. Quả đúng như thế, tâm tướng chính là do bản thân mình thật sự. Đứa trẻ như tôi đã vô cùng xúc động bởi những lời nói của ông Taniguchi. Tôi nghiêm túc suy nghĩ về hành vi của mình, thầm hứa sau này trong tâm trí sẽ cố gắng suy nghĩ những điều tốt đẹp. Nhưng mà thật đáng buồn là tâm tướng, tâm thái con người thật không dễ dàng thay đổi được. Vì vậy, cuộc đời tôi vẫn tiếp tục long đong và trắc trở. Tướng do tâm sinh, tâm thái quyết định vận mệnh. Tạ ơn trời đất. Cuối cùng tôi đã được chữa khỏi bệnh lao, có thể trở lại trường để học tập. Tuy nhiên, thất bại vẫn giống như là duyên phận, không ngừng đến với tôi. Nguyện vọng thi đại học hạng quốc gia không đậu, tôi đành phải học trường đại học ở địa phương. Mặc dù thành tích học tập ở đại học của tôi là xuất sắc, nhưng thời điểm tôi tốt nghiệp lại chính là thời điểm chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Do thời gian chiến tranh, nền kinh tế rơi vào suy thoái. Tôi không có nơi nhờ vả, không có người giúp đỡ, nên không thể xin được việc. Sinh viên mới tốt nghiệp đại học như chúng tôi, thậm chí có khi còn không có cơ hội để được phỏng vấn. Tôi không khỏi nguyên rủa xã hội bất công và chán nản với vận mệnh bất lực của mình. Số mệnh của tôi sao mà lại khổ thế này?
Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu có mua vé số thì số trước, số sau đều trúng thưởng, chỉ cần là của tôi sẽ không trúng, dù có cố gắng thế nào cũng là phí công. Tâm tôi có khuynh hướng dần dần xấu đi. Trước đây đã từng tập luyện võ karate, học được một chút kỹ năng nên tôi nghĩ chi bằng tham gia vào xã hội đen lại hay. Tôi đã đi đi lại lại nhiều lần trước khu vực của một tổ chức xã hội đen nằm trong trung tâm buôn bán sầm uất của thành phố Kagoshima. Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của một giáo sư đại học, tôi đã vào làm việc một công ty sản xuất xứ cách điện cao áp ở Kyoto. Nhưng làm ở đó một thời gian, tôi mới biết rõ công ty này vô cùng cũ nát, hơn nữa còn đứng trước nguy cơ phá sản. Tiền lương thường xuyên chậm trễ, những người lãnh đạo mâu thuẫn lẫn nhau. Thật vất vả mới có nơi làm việc, vậy mà công ty lại rơi vào tình trạng này. Cùng đợt làm vào việc công ty với tôi còn có mấy bạn cũng mới tốt nghiệp đại học. Cứ gặp nhau là lại phàn nàn, bàn bạc bỏ việc. Không lâu sau, họ cũng tìm được công việc mới và lần lượt nghỉ việc mà đi. Cuối cùng, trong những người mới vào, chỉ còn lại một mình tôi ở lại. Con người rất kỳ lạ. Một khi bị ép vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi đành thay đổi tâm trí 180 độ. Suy nghĩ thoáng hơn, oán trách mãi cũng không được gì, chỉ bằng dồn hết tinh lực vào công việc, đặt hoàn toàn tâm ý vào nghiên cứu xem sao. Thế là tôi đem nồi, bát, chậu vào phòng thí nghiệm, tập trung làm thí nghiệm mỗi ngày. Như một sự phản ánh của việc thay đổi tâm thái, thành quả nghiên cứu cũng bắt đầu xuất hiện. Chứng kiến thành quả tốt, ông chủ khen ngợi tôi. Điều này khiến tôi càng thêm tập trung tinh thần làm việc. Thế là lại đem lại kết quả tốt hơn. Như vậy, tôi bắt đầu đi vào vòng tuần hoàn tích cực. Cứ như thế, tôi dùng phương pháp riêng của mình. Lần đầu tiên tổng hợp thành công và phát triển một loại vật liệu gốm công nghệ cao mới tại Nhật Bản, được sử dụng trong ống chân không của TV. Khi đó, TV vừa mới bắt đầu phổ cập. Mọi người xung quanh thay đổi cách nhìn đối với tôi. Tôi cảm nhận được ý nghĩa của công việc và giá trị của sinh mệnh đến nỗi cũng không còn để ý đến việc chậm trễ lương nữa. Giai đoạn này tôi đã nắm vững và tích lũy được kỹ thuật, cũng đạt được chút tiếng tăm. Chính những điều này đã trở thành nguồn vốn quan trọng để sau này tôi thành lập công ty Kyocera. Thay đổi tâm tính của mình, cuộc đời lập tức chuyển biến. Tuần hoàn ác tính chấm dứt, tuần hoàn thiện tính bắt đầu. Qua kinh nghiệm này, tôi hiểu được một chân lý. Hết thảy những sự tình xảy ra đến với mình đều là do tâm của mình tạo ra. Đây là một nguyên lý mang tính căn bản. Trải qua đủ loại thất bại và khó khăn, tôi đã minh bạch được chân lý xuyên suốt cuộc đời. Chân lý này khắc sâu vào đáy lòng tôi. Trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tôi đã minh bạch rằng vận mệnh của mình do mình tạo ra. Cho dù là thông minh thế nào thì hạnh phúc hay bất hạnh, thất bại hay thành công trong cuộc đời đều không ngoại lệ, cũng là từ tâm mình mà sinh ra. Bản thân mình gieo hạt giống nào thì tự bản thân mình sẽ nở hoa kết trái đó. Đúng vậy, số mệnh đời người chúng ta nghiễm nhiên tồn tại, nhưng không phải là không có cách nào kháng cự được số mệnh. Vận mệnh có thể tùy theo sự cải biến tâm tính của chúng ta mà cải biến theo. Tư tưởng là bút vẽ, cuộc đời là một tấm vải vẽ. Tư tưởng của mỗi người khác nhau nên bức tranh cuộc đời của mỗi người cũng là khác nhau. Tướng do tâm sinh, cải biến tâm thái của bạn có thể sẽ đem lại cho cuộc đời bạn một màu sắc rực rỡ hơn, sáng lạn hơn. Thưa quý vị và các bạn, đối mặt với hoàn cảnh sống thường là chỉ có 3 kiểu người sau đây. Thứ nhất là người chỉ biết an phận với thực tại. Thứ hai là người nản lòng khi gặp phải khó khăn trắc trở. Thiết nghĩ, tôi, bạn, ai trong chúng ta cũng đều không muốn mình là một kẻ tầm thường vô dụng, sống một cuộc đời vô vị. Bởi vậy, hãy chọn làm kiểu người thứ ba, đó là người không bao giờ chịu khuất phục. Mọi người đều mong muốn mình là kiểu người sau cùng này, vì chỉ có những người như thế mới có thể gặt hái được thành công thật lớn. Cũng chỉ có làm như thế mới có thể đạt được hiệu quả như bạn đã chủ định. Hãy để cho hoàn cảnh giúp bạn thành công và đừng làm nô lệ cho hoàn cảnh.
Một số phương pháp vượt khó sau đây có thể giúp bạn tham khảo và áp dụng vào cuộc sống của chính mình. Thứ nhất, đừng đổ lỗi, hãy coi trọng hoàn cảnh của bạn. Dù hoàn cảnh có thế nào thì hãy biến thành những món ăn tinh thần có tác dụng bồi bổ đối với tâm lý lành mạnh, bồi dưỡng trạng thái tâm lý tích cực của bạn. Bạn chính là bếp trưởng của cuộc đời bạn và hoàn cảnh là nguyên liệu. Những món ăn ngon hay không đều tùy thuộc vào tay nghề của bạn. Thứ hai, hãy khiến cho hoàn cảnh làm việc vì bạn mà không kéo chân sau của bạn. Đừng để cho những người chuyên đi ngáng chân ảnh hưởng tới bạn, khiến cho bạn nản chí. Thứ ba, đừng để cho những kẻ có tư tưởng tiêu cực hẹp hòi cản trở bước tiến của bạn. Những kẻ cười trên sự đau khổ của người khác, thích đố kỵ, thường muốn bạn vấp ngã, đừng cho họ có cơ hội được như mong muốn. Thứ tư, cố gắng học hỏi những người thành công bên bạn. Đừng tới xin ý kiến của những người chuyên ngồi lề đôi mách, những người nhiều chuyện. Họ chỉ làm cho bạn mất đi lòng tin mà thôi. Thứ năm, hãy làm phong phú tâm hồn mình. Tham gia nhiều vào các đoàn thể mới, khai thác thêm những sự việc mới đáng để bạn làm. Thứ sáu, xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực của hoàn cảnh. Tránh đàm tiếu về những chuyện thị phi. Đương nhiên, bạn có thể nói về người khác, nhưng nhất định phải là những ưu điểm, những chuyện tích cực về họ. Và thứ bảy, cố gắng làm mọi việc một cách hoàn hảo trong mức bạn có thể. Bạn không thể gánh vác nổi trọng trách quá nặng nề, vượt quá khả năng của mình. Bạn thân mến, để kết thúc video, đừng làm nô lệ cho hoàn cảnh. Chanh Đa Quý Tân Phú Khánh xin gửi tới quý vị và các bạn câu nói truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ cho cuộc sống của Steve Jobs, nhà sáng lập tập đoàn Apple. Đó là: đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn, đừng đánh mất niềm tin. Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, đó là sống với kết quả từ những suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ "Đừng làm nô lệ cho hoàn cảnh". Trong lòng bạn thế nào, cuộc sống của bạn sẽ như thế đó. Quý vị và các bạn yêu mến, hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, trí tuệ cổ nhân, tinh hoa tam quốc và nghệ thuật sống từ Chanh Đá Quý Tân Vũ Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.